Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là những hình ảnh bên trong chùa Phật Quang của thầy Thích Trân Quang. Đấy, sau khi mà thầy Thích Trân Quang có những cái phát biểu thì bây giờ có những cái hình ảnh như thế này đây. Thực tế là chẳng ai người ta bốc phốt đâu, nhưng mà thực ra thầy Thích Trân Quang thì nhìn lại xem là sau những phát biểu của mình thì còn lại được cái gì. Đấy, mình làm, mình nói đấy. Mình nói những cái điều gì mà nó không đúng thì giờ sự việc nó lên là như vậy thôi. Chứ chả ai ở đây người ta đi bốc phốt hay người ta làm gì cả. Nhưng mà chùa Phật Quang của thầy Thích Trân Quang hay là những chùa khác như của thầy Nhuận Đức thì cô chú chị và các bạn nhìn thấy đó. Lát nữa là mọi người sẽ xem nha. Mọi người nhìn những cái tượng Phật ở đây khi vào trong, những cái tượng Phật ở trong này nhìn nó chả giống Phật là bao nhiêu cả, mà giống thầy Thích Trân Quang chứ. Thầy làm cái gì mà thầy đổ tượng Phật mà cao to mà toàn hình dáng là giống thầy không à? Đó. Nên Phật tử bà con người ta nói không sai chút nào cả nha. Các anh các chị đến chùa Phật Quang chắc là đã biết rồi. Đấy. Thì đúng là chùa chiền thì đều phải làm, đều phải kinh doanh cả. Chúng tôi không phản đối cái vấn đề đó. Đều phải có du lịch tâm linh hay là làm những cái khác để nuôi các sư thầy, sư cô hay là các cháu. Nhưng mà mọi người nhìn xem, thầy làm sau những cái mà thầy làm để lại được những cái gì đây à? Để lại được những cái gì thì tự bản thân thầy hiểu à? Đúng không các bác anh chị? Đấy. Tự bản thân thầy phải hiểu là thầy làm gì nó có ảnh hưởng đến ai. Bây giờ thì người ta không có tự tẩy chay thầy đâu. Mà tôi nói với tất cả mọi người là các bác, các anh, các chị, các thầy cũng phải xem này. Đó. Tự Phật tử người ta nhìn thôi. Tự các thầy gieo gió thì gặp bão. Thầy không nói thầy Thích Minh Tuệ, hay là thầy không lên thầy nói những cái lời phản cảm. Đừng có nói là thầy nói thầy cái ông Thích Minh Tuệ, mà chỉ thầy nói những cái lời phản cảm như vậy thôi là người ta đã tẩy chay rồi. Đó. Nhìn vào những bức tượng của thầy này. Đây. Nhìn xem có giống tượng Phật không? Đó. Nhiều người ta nói rằng là giống mặt thầy hơn là giống tượng Phật đấy. Thế thì người ta đến chùa để người ta tìm cái sự an lành tâm linh, người ta tìm vào cái này thì có đến mà tôi cũng đến lạy luôn nhé các anh các chị. Mọi người đánh giá như thế nào thì đánh giá, nhưng còn tôi nhìn thấy ở cái khung cảnh như thế này là thật sự là hơi khó để chấp nhận. Còn các anh các chị có thể chấp nhận được thì chấp nhận. Với tôi thì tôi nhìn thấy nó không được đẹp, nó không được rõ ràng. Thì người ta nói thôi, nhưng các bác nghe chị nha. Đấy, chùa trong chùa thì vắng như chùa Bà Đanh, không phải là chùa Phật Quang nữa rồi. Đó. Ngày xưa rất là đông, không biết là cơ sự gì đó, cơ sự nào dẫn đến cái nông nỗi này, do thầy chứ còn do ai nữa, đổ lỗi cho ai vào đây nữa, hả? Đổ lỗi cho ai khi mà tự mình gieo lên những cái đó? Đấy, chỉ có nhân viên bảo vệ thôi trong chùa, bây giờ chỉ còn nhân viên bảo vệ thôi. Đó. Chứ chẳng còn ai nữa đâu. Mong là cô chú anh chị và các bạn nhìn vào đây. Rồi thì chúng ta cũng xem là mình làm thế nào cho đúng nha. Thầy làm thế nào cho nó đúng nha. Thầy Quang. Mình chỉ biết hy vọng là các sư, các thầy không nên có những cái tranh cãi nha. Đây là những hình ảnh mà mọi người thấy đó, ở dưới cốc của thầy Minh Tuệ này. Đó. Nói chung là hình ảnh rất là đẹp. Thì chỉ là những cái để cho mọi người nhìn thôi. Nói chung là cô bác anh chị đến thì mong mọi người là giữ gìn an ninh trật tự địa phương này, để các đồng chí ở cơ quan chức năng địa phương họ giảm bớt cái gánh nặng. Cái thứ hai nữa là mọi người khi mà đến cốc thì cũng không mang nhiều đồ hay những cái gì nó phức tạp cả. Đó, cô chú anh chị và các bạn. Đó, để cho mọi người tự nhiên trong cái khung cảnh này chúng ta mới thấy là này có các cô, các chú mặc những bộ quần áo rất là đẹp, 7 màu, 8 màu luôn. Đó. Mọi người ạ, đấy, nên chia sẻ để cho mọi người thấy nha. Đó, cô chú anh chị và các bạn thấy không? Đó. Đó. Cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn nhé. Chúc mọi người sức khỏe bình an nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo nha cô chú anh chị và các bạn nha. Okay.
nên mình học 5-6 lần mới vô được đây chứ hả? Ở dưới cái hồ này có mát đâu? Nước chị em mình ở đâu? Anh cũng ở kia hả? Ở dưới đây. Ai vậy? Chào mọi người nhé. Không quay được hả? Quay được. Nãy quay sao sóng yếu quay được ta. Mày quay video. Đường này xuống cổng có thể quay video về cho anh em được coi. Em trai em có lấy này em thấy nước không? Đây đi cổng hận con. Đây thầy đi xuống nhặt đồ. Ké này, ké nó đeo đâu hình tròn này. Ké nó đang bơm hình tròn này. Mẹ không sợ con lòng, mẹ sợ con này người ta lo. Bởi vì con này thì được xem con lớn rồi.
Ngồi nghỉ mát tí rồi lên.